Vâng, xin chào các bạn đến kênh trại chuột bỏ ú của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm các bạn một cái con gọi là tắc kè hoa đổi màu, mà trên tên khoa học của nó chính là cái tên chameleon. Không biết mình phát âm đúng không nhưng mà mình nghĩ vậy. Rồi nha các bạn, hãy xem video của mình để mà tìm hiểu thêm về loài này. Đà, đây cái chuồng để nuôi chameleon của mình. Bạn thấy gì không? Đó. Đây, nhìn rõ hơn. Mở ra. Đây con tắc kè hoa đổi màu nè các bạn. Đây đổi màu xanh thẳm nè. Nó đổi màu xanh để cho tịch với cái màu chuồng. Cái chuồng này mình làm lưới màu xanh. Nhưng mà thôi, để mình nếu bạn coi rõ hơn. Ủa? Mới thấy ở đây mục tiêu rồi. Lúc nãy có con này các bạn, mình thả ra ngoài cho nó chơi mà cho nó tịt trong mây luôn rồi, sao kiếm mới rõ ràng thấy chạy một tiểu khổ thanh niên. Ok, nhưng mình sẽ bắt một con để mà cho các bạn xem nha. Lấy xíu chân sau đấy. Chết mẹ ơi, sâu nữa. Mình cho nó ăn sâu các bạn. Đổ vô cho này. Dễ nữa. Mình lấy con khác các bạn quan sát kỹ hơn nha. Nó hung hăng. Đó này. Ghê sữa, ghê quá. Ô đồ, sợ quá. Sợ quá. Các bạn muốn giúp cái này nè, muốn giúp mình bám cái tay nè. Trời. Sợ quá. Cái đuôi nó này, cái đuôi bám vô rồi. Rồi bám vô tay. Cái loại này kích thước nó còn lớn hơn nữa các bạn. Chứ không phải gì hết. Mình thì thích nuôi sưu tầm những cái con vật lạ. Rồi vô chuồng đây. Chuồng sau đây.
trẻ phèo chó mày. Con chuồn thì được 4 con, đây một con. Đây là một con. Rồi, vậy các bạn. Bye bye. Bye bye.